theo chân bác sĩ Nguyễn Văn Huyền đi thăm khám một đàn gà. Thôi đừng gọi mình. Khám đi. Nắm mười. Kiểm tra đàn gà lấy hồ. Con này là nai con gì con gì? Đợi, lấy đông cảo với lương phượng này. Mình cởi ra đi ơi. Kéo ra ngoài. Tí bắt một con cho mổ. Lúc thu âm đi vào quay hình sơ. Quay về anh đi âm sau. Kiểm tra đi anh. Bọn này bắt đầu khỏe quá này. Bà không biết đâu. Không. Nhà như con này thì đầu đen nó chắc luôn. Con màu tái đấy đúng không? Con này trong đầu đen lắm. Như con kia trong chuồng nữa là đầu đen, con kia thấy những cái con dù dù ở đây là đầu đen hết rồi. Họ bị trên chuồng. Tí ra kia có một con yếu yếu đằng kia kìa, cầm ra mổ. Không biết nhưng mà cái này chắc phải bảo cô kỵ máng đi thôi. Thôi mà làm miếng cho đỡ đói. Con kia dù kìa. Ngoài đây không con kia ạ. Không nó yếu, con này dù này. Con máng này không cân gì ạ. Ờ cái máng đấy không cân, máng đây cũng không cân này. Cái dạng là kiểu chú này không cân à cái